Người đàn ông này thấy một đôi giày cao gót màu đỏ cỡ 45 trên giá giày. Đừng nói anh ta, tôi cũng muốn xem chủ nhân của đôi giày này trông thế nào. Vừa xỏ đôi giày vào, anh chàng bỗng chốc biến thành phụ nữ, vóc người kiêu ngạo trước anh hùng. Chúng ta cũng đều biết, người đàn ông này có năng lực đặc biệt. Bất luận là đi giày của ai, lập tức biến thành người đó. Chủ nhân của đôi giày này, xỏ đôi giày, lập tức biến thành một ông trùm. Đổi đôi giày, lập tức biến thành ông già khí chất. Nhưng nếu không cẩn thận đi đôi giày người chết, thì sẽ biến thành thế này. Ông ta chết rồi, ông ta đã chết rồi. Người đàn ông này tên là Mark. Một ngày trước, anh còn chưa có siêu năng lực này, chỉ là một thợ sửa giày bình thường. Kinh nghiệm 20 năm, ở với mẹ 30 năm, ngày ngày nhìn anh khách cũ Stephen, vừa có bạn gái xinh đẹp, vừa có xe sang đưa đón, ngưỡng mộ quá đi mất, chỉ giận bố mình không họ Mã. Không có tiền thì thôi, còn bỏ đi mất tích hơn 20 năm nay, đến nay không rõ sống chết. Nhưng Mark không biết là, bố để lại cho anh một thứ còn lợi hại hơn cả tiền. Một hôm, ông chủ mang giày đến sửa, thấy Mark nhìn chằm chằm vào logo to đùng của chiếc đồng hồ, không nhịn được bắt đầu khoe khoang. Nhìn đồng hồ trên tay tôi không? Bán nó đi, có thể mua được 3 cái tiệm này của ông đấy. Mà đồng hồ như thế này, nhà anh đây đầy một dãy. Trước khi đi, anh ta còn buông lời dọa nạt, đêm muộn anh đến lấy giày. Không sửa giày cho tốt thì đêm nay đừng hòng đóng cửa. Cho nên Mark đành tăng ca vùi đầu vào công việc. Không ngờ máy may không hoạt động theo ý muốn, chạy được lúc liền tóe lửa. Hết cách, anh đành đi vào kho lấy chiếc máy may từ lâu mà bố anh để lại, cuối cùng cũng sửa xong giày cho Lublow. Trong lúc đợi Lublow đến lấy giày, Mark nhìn chằm chằm vào đôi giày xịn, vừa hay nhìn đúng vừa với cỡ chân của mình. Thử xỏ chân vào, kết quả anh bị dọa cho sợ hãi tháo vội giày ra. Anh mới trở lại nguyên hình. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ vừa nhìn thấy ma sao? Mang suy nghĩ muốn thử lần nữa, Mark lại xỏ đôi giày, quả nhiên thành công hoán đổi. Anh đến trước gương nhìn thật kỹ, ngay cả hàm răng vàng của Lublow cũng hoàn mỹ nằm trong miệng mình. Nhanh chóng Mark phát hiện ra vấn đề xảy ra ở đâu rồi. Hóa ra, đôi giày được sửa bởi máy may cũ của tổ tiên để lại, lại mang hiệu quả thần kỳ như vậy. Xỏ giày vào, lập tức biến thành chủ nhân của đôi giày đó. Cho nên Mark lập tức mang vài đôi giày vào kho vất vả làm việc. Sau khi xỏ giày vào, điều thần kỳ quả nhiên lại xảy ra. Giống như kẻ mù, một đôi giày một khuôn mặt, anh ta chơi vui không tả được. Từ đó, cuộc sống của Mark trở nên muôn hình muôn vẻ, gần như giày của tất cả khách hàng đều trở thành trò chơi của Mark. Anh mang giày của một người Trung Quốc đang tập thái cực quyền với các bà lão, mang đôi giày của Lublow đến nhà hàng ăn một bữa sang chảnh, sau đó vào nhà vệ sinh đổi giày, chạy trốn mà không có sự cố gì. Nhưng đó chỉ là những việc nhỏ, Mark vẫn chưa thấy thỏa nguyện. Nhìn bạn gái siêu mẫu của Stephen, ngay lập tức nảy ra suy nghĩ. Đêm đó, Mark biến thành hình dạng Stephen, thành công vào nhà bạn gái. Nhưng lúc này cô đang tắm, chàng trai đẹp trai này lén lút vào trong nhà bạn gái. Không ngờ đúng lúc cô đang tắm, thấy Stephen đột nhiên quay lại. Cô còn mời anh vào, giúp cô kỳ cọ một chút. Stephen nghe thấy vậy, lập tức như vớ được vàng. Nhưng vừa cởi quần được một nửa, nhìn đôi giày trên chân, anh mới nhớ ra, không thể cởi giày ra được. Nhanh chóng mặc quần lên, rồi bỏ đi. Đừng cười, không phải không làm được, chỉ là bởi vì anh không phải bạn trai của người ta. Sau khi cởi giày ra, anh lập tức biến lại thợ sửa giày Mark. Thông qua việc đi giày của mọi người, Mark đã được thử nghiệm cuộc sống của vô số người. Nhưng một quãng thời gian dài, Mark chơi đủ rồi, anh quay về nhà. Ở nhà còn có bà mẹ cần chăm sóc, bởi vì bước sang tuổi này, bà cả ngày phải ngồi trên xe lăn, thần kinh không ổn định. Nhìn bộ dạng này không còn bao lâu nữa, Mark muốn trước khi mẹ ra đi có thể giúp bà hoàn thành nguyện vọng. Nhưng mẹ lại nói bà không muốn điều gì cả, chỉ muốn thời khắc cuối cùng có thể cùng chồng ăn một bữa tối. Nhưng bố của Mark đã bỏ nhà đi hơn 20 năm rồi, đến nay không rõ tung tích. Đành vậy, Mark lấy đôi giày mà bố để lại. Năng lực thần kỳ này lần đầu tiên được mang ý nghĩa đặc biệt. Lần này anh quyết định thay bố mình hoàn thành nguyện vọng của mẹ. Đêm đó, mẹ trang điểm lộng lẫy và Mark đi đôi giày của bố, đi vào với diện mạo của bố. Nhìn thấy người chồng đã mất tích 20 năm đột nhiên xuất hiện, mẹ vô cùng kinh ngạc. He's in the home. Of course I'm home. Where would be? I missed you so much. I'm here now. But where did you go? I went for pears. Remember? Yes, of course. Hai người đã có một bữa tối vui vẻ có đèn có nến, cùng nhau nhảy điệu nhảy lãng mạn nhất, như chưa từng cách xa nhau, trong mắt chỉ có đối phương. Sau khi hoàn thành ý nguyện cuối cùng, ngày hôm sau an nghỉ rời xa thế rời rồi. Sau tang lễ đơn giản, Mark lấy lại tinh thần quay lại tiệm. Lúc này Lublow tìm đến,
Anh ta tức giận chất vấn Mark, mấy ngày nay anh đi đâu? Tôi đợi để lấy giày đây. Hóa ra hôm đó anh ta có việc không đến. Lúc sau đến Mark lại không ở đây. Mark nói nhà có tang, nhưng Ludlow vẫn không nghe, còn ăn nói vô lễ, xúc phạm mẹ của Mark. Việc này khiến Mark phẫn nộ phát điên lên, lấy cớ không mang hóa đơn đến, nên tuyệt đối không giao giày. Ludlow đành dọa dẫm, nói ngày mai sẽ đến lấy. Anh chàng này là người có tiền, lúc trước đến tiệm rất phô trương. Mark nhớ lại, anh ta nói mình tùy ý đeo một cái đồng hồ có thể mua được 3 cái tiệm sửa giày. Nhưng đồng hồ giống như vậy, nhà anh ta có nhiều, anh phải nhanh chóng mua mộ cho mẹ. Anh quyết định lấy Ludlow làm giá đỡ, cho nên Mark biến thành bộ dạng khác, luôn bám theo Ludlow, tìm cơ hội đánh anh ta một trận. Sẽ chẳng ai biết được, Mark phát hiện Ludlow hóa ra là xã hội đen, cho vay nặng lãi mới kiếm được nhiều tiền như vậy. Xem ra tiền của anh ra cũng không sạch sẽ gì. Mark không có gánh nặng tâm lý, lập ngay kế hoạch, biến thành bộ dạng Ludlow, lẻn vào trong nhà, qua một lượt tìm kiếm, tìm thấy một chiếc vali, mở ra xem, bên trong toàn là vũ khí. Mark lấy ra một dùi cui điện, ngớ ngẩn lại dí thử vào mình trước. Đến khi tỉnh dậy, thời gian đã trôi khá lâu rồi, vội vã xỏ giày của Ludlow vào, nhanh chóng rời đi. Ai biết vừa ra ngoài thì gặp Ludlow về nhà. What the heck? Nhìn thấy người giống y hệt, Ludlow đấm thẳng vào mặt rồi xách Mark ấn vào tường. May trong tay Mark có dùi cui điện, thành công đánh ngất Ludlow. Sau đó, Mark trói Ludlow lại. Còn anh ta, chất vấn Ludlow tiền giấu ở đâu. Nhưng người ta là dân xã hội, làm sao có thể sợ một đứa trẻ. Cho nên, vụ án đổi một chút, thành lão bà, khiến Ludlow hoang mang. Không biết đắc tội tổ chức nào đây, lập tức khai ra. Một hộp đồng hồ, giấu ở sau gương ở nhà vệ sinh. Sau khi lấy đồng hồ, Mark chuẩn bị đánh ngất Ludlow. Nhưng lúc này, em Ludlow vừa hay lại đến. Không biết làm gì đành tiếp tục giả mạo Ludlow để ứng phó. Được em trai dẫn đi, anh đi gặp người môi giới địa ốc ở đây Macy. Gần đây cô đang khai phá một con đường, nhưng có một hộ dân sống chết không chịu chuyển đi. Cô hy vọng Ludlow có thể giúp chuyện này. Nghe tình hình, Mark trực tiếp giúp Ludlow báo thù. Dù sao tiền cũng là của mình, đến lúc không hoàn thành nhiệm vụ, người phải chịu lại là Ludlow, thế nào cũng không thiện. Thế nhưng sau khi về nhà Ludlow, Mark không ngờ rằng chuyện xảy ra tiếp theo mãi mãi vượt qua dự tính của anh. Bà ta vừa đẩy cửa ra, Ludlow cầm súng lên, chi vê kép á thẳng vào đầu. Không ngờ một chút bản lĩnh, Ludlow đã cởi được trói ra rồi, đẩy bà ta xuống đất và cho một trận. Tình thế cấp bách đánh cởi đôi cao gót ra, làm cho Ludlow hoảng hồn. Mark cởi giày trở về hình dạng ban đầu. Trong lúc chạy trốn, Mark vô tình rơi chân đâm gót giày cao gót vào đúng động mạch, khiến anh ta chết luôn rồi, tiêu rồi, gây ra án mạng rồi. Mark chạy đến cục cảnh sát tự thú, kết quả đến hiện trường phạm tội, không thấy thi thể đâu. Trong phòng cũng được dọn sạch sẽ. Mark nghi hoặc trở về tiệm giày, thì lại thấy đôi giày và chiếc túi lại đặt ngay ngắn ở trong quầy hàng. Vì muốn thoát phiền toái, anh biến thành bộ dạng người phụ nữ kia, quyết định đem tiền trả cho Macy. Nhưng vừa lên xe taxi, lại bị ông chủ tiệm tóc ngăn lại. Ông giáo huấn Mark, nói anh gần đây chạy đi đâu mà không mở tiệm. Mark nói mình có việc gấp, nên xin đi trước. Nhưng ông chủ sống chết không để anh đi, nói anh bây giờ với bố anh mất tích trước đây giống y hệt nhau, anh không được đi vào con đường đó nữa. Đừng làm cái gì người ta không nên làm. Nhưng lòng Mark đã định, nói gì cũng phải đi tìm Macy. Nhưng chuyện giết người phóng hỏa, lý gì mà hoàn tiền. Macy đã hạ lệnh, Mark bị đánh ngất. Đợi Mark tỉnh dậy, đã nằm trong cốp xe rồi. Hai tên đàn em đang thương lượng, giải quyết mình trước, sau đó đêm mau sẽ thiêu giết hộ gia đình kia. Nhưng Mark linh hoạt, đổi sang đôi giày người chết. Đến khi hai tên kia quay lại, Mark thoát khỏi cái chết, quyết định chống lại Macy, đi cứu hộ gia đình kia. Anh chạy đến ủy ban khu phố nói rõ tình hình, sau đó lên kế hoạch, nói cho ông lão nghe. Lát sau, Mark biến thành ông ta, chốc lát đã lừa được sự tín nhiệm của Macy, chấp nhận ngày hôm sau ông sẽ chuyển đi. Nhưng đến hôm sau, Macy rõ ràng đã cho thuộc hạ đưa ông già đi ngàn dặm. Nhưng khi đến nhà ông ta, lại thấy ông ta vẫn ở trong nhà. Sau khi biết mình bị dắt mũi, Macy hết sức khen ngợi, nói phải giết cả nhà ông. Nhưng vừa nói xong, một phóng viên đã ghi lại, từ phía sau xông ra, ghi lại cả quá trình. Sau đó, Macy vì đe dọa cư dân, đã lên trang nhất của báo, thân bại danh liệt hoàn toàn, đợi hình phạt của pháp luật thích đáng. Nhưng câu chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc. Mark biến thành Ludlow đã chết, lên kế hoạch làm gì đó với số tiền bẩn thỉu của anh ta. Kết quả đã đánh nhầm kẻ thù của đối thủ, bị mấy tên đó trói trong xe. Nhưng chính thời khắc nguy hiểm, khi tỉnh lại, phát hiện là ông chủ cắt tóc cứu mình. Nhìn mặt Mark, hiện đầy câu hỏi nghi vấn, ông chủ tháo giày ra. Hóa ra, ông ấy chính là người bố đã mất tích nhiều năm. Những năm qua, ông chưa từng từ bỏ vợ con, luôn dùng thân phận của Abraham bên cạnh chăm sóc hai mẹ con. Lý do luôn từ chối nhận ra Yua chính là sợ bị trả thù. Thi thể Ludlow mất tích thần bí khi trước, chính là bố anh giúp đỡ phía sau.
thấy bây giờ là thời điểm thích hợp. Ông nói cho Mark bí mật của gia tộc. Ở dưới căn hầm, có những đôi giày đã truyền qua nhiều thế hệ. Tùy ý lấy một đôi xem tên. Quá lợi hại. Không phải bóng chày, thì là đội trưởng bóng đá. Chỉ cần nguyện ý, dựa vào những đôi giày này, Mark có thể trở thành bất kỳ ai mà anh muốn. Bộ phim tên là The Cobbler. Tình tiết câu chuyện cởi mở hài hước, nhưng không thiếu sự ấm áp. Nó nói với chúng ta một đạo lý giản đơn. Cùng một đôi giày, nhưng không phải ai đi cũng hợp. Giày cũng như đời người, tự biết lớn nhỏ, thoải mái hay không, chỉ cần bản thân hiểu rõ.